Tyrion cảm thấy đắng lòng khi nhìn thấy chú gấu Bắc Cực đang sống tại sở thú Eurasia, Yokohama ở Nhật Bản, trong khi bạn bè thì đang biến mất dần ngoài tự nhiên bởi vì biến đổi khí hậu làm cho băng tan nhanh. Dự đoán đến cuối thế kỷ 21 có lẽ là không còn con gấu Bắc Cực nào sống ở Bắc Băng Dương nữa. Những bạn nào ở nhà mà đang sử dụng máy lạnh hoặc là máy sấy khô quần áo ấy, thì hạn chế. Chứ tình hình băng tan nhanh thế này thì tội nghiệp loài gấu Bắc Cực lắm các bạn ơi.